Ok, hello mọi người. Hôm nay nó là một cái video không hay ho cho lắm, tại vì mình sẽ làm sáng tỏ cái vụ này lên. Cái vụ lâm sâm này thì chắc anh em cũng biết rồi, nó là một cái vụ lâm sâm ở trên Facebook. Nói chung là có một người nói thẳng ra là một thằng bạn tên Kalai Official, là tên thật của nó là Trần Quốc Huy. Đấy. Còn thứ hai á là cái thằng giật dây ở đằng sau, tức là cái thằng bàn ra các mọi bàn ra là bày ra mưu kế mọi chuyện là do nó hết anh em ạ. Bày ra mưu kế mọi chuyện là do nó hết. Và lý do tại sao mình lại lên đây mình nói cái điều này thì khẳng định với em luôn là nó phốt sai sự thật. Mình không rảnh hơi để lên đây mình cãi làm khỉ gì cả, nhưng mà mình sẽ đưa những cái bức ảnh cho mọi người xem, và mọi người sẽ hiểu được là tại sao nó lại như thế. Và trong một cái lần nào đó thằng này nó tự nhận mình là cái thằng tạo ra mọi chuyện đấy. Thì chỉ vậy thôi. Còn nhiều bức ảnh lắm, anh em có thể xem qua, nhưng mà chủ yếu mình chỉ đưa hai bức ảnh ở đây thôi. Mình chỉ đưa hai bức ảnh ở đây thôi. Và sau cái vụ này thì mình không muốn cãi thêm một